Vâng, em kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay em lại về thêm dòng Onkyo N7X nhé. Vâng. Dòng Onkyo N7X này của nó nhìn rất là đẹp. Vâng. Quý vị nhìn này, đường nét của nó hôm nay về đẹp. Vâng. Mùa đông ai đan áo người đi. Chất âm của nó này rất tốt nhé. Chất âm của nó rất tốt, con này dùng để làm giải mã thì cực kỳ hay. Vâng. Con này đọc CD ok luôn. Giải mã có thể quý vị có thể cắm cổng quang nhé. Cắm cổng quang từ TV xuống qua thằng này xong rồi ấn chuyển đổi chế độ sang cổng quang là chạy được giải mã luôn. Vâng. Em sẽ mở qua nhạc một chút nhé để quý vị và các bạn nghe nhé. Tất cả những cái dòng này đều là màng carbon cho nên là tiếng bass rất là sâu. Vâng, quý vị nhìn thấy rất là sâu, cao khoảng tầm 27-28 nhé. Vâng, sâu khoảng tầm 23 và ngang khoảng tầm 16. Những cái dòng này đánh phòng tầm 15-17 mét vuông thì thoải mái luôn nhé, cho chất âm rất tốt. Vâng, em mở nhạc để quý vị và các bạn nghe nhé. Chuyện người đàn áo Trường Vũ. Con gái đông về đàn áo ấm ra xa trường, ước mơ không nhiều, mong niềm vui bé đến phương trời xa. Ai đi trong giá lạnh chẳng nghĩ chuyện người đàn áo, một vầng trăng xẻ bóng chia đôi áo đang chưa rơi, lỡ mưa đông về giá lạnh người đi. Mỗi mùa đông đến mang từng cơn gió rét dương vai gầy, những ai âm thầm gom đầy nhung nhớ viết nên thành thơ. Trong tâm tư áo dệt bằng những dòng lệ yêu dấu, tặng người yêu lạnh giá đêm thâu, đã thương nhau rồi mấy ai không ngồi đàn mong từng đón. Mùa đông ai đan áo gửi đi, mùa đông ai đan tình mặn nồng, như chim chiều về có đôi để cho mưa gió đừng lạnh lùng, để em trong bao ngày xa cách vào chiếc áo mùa đông, cây lá âm thầm chờ mùa xuân thêm tươi, lạ rơi mấy mùa là mấy đông em chờ. Vâng, chất âm của con này thì rất là hay rồi nhá. Quý vị và các bạn nào lấy thì alo cho em nhá. Số điện thoại của em là 0966 594 581. Vâng, địa chỉ nhà em là chỗ 57A phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận 5 Từ Liêm, Hà Nội. Cửa hàng em là đề trên biển là Nguyên Vũ Auto nhá. Cửa hàng nhà em là nằm ở trên phố Nguyễn Hoàng, mà chính là cái đường vào của bến xe khách Mỹ Đình nhá quý vị nhá. Nó khác với cả cái phố ở bên cầu vượt. Vâng, quý vị có thể đến chỗ cầu vượt xong rồi rẽ vào đường vào mà xe khách hay vào trong bến nhá. Vâng, nhà em nằm giữa phố. Quý vị nào theo dõi kênh của em ấy thì xin quý vị ấn đăng ký kênh nhé để theo dõi các sản phẩm bên em, và ấn chuông để nó sẽ báo cho quý vị về các video mới của bên em nhé. Dạ vâng, em xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị ở video clip tiếp theo của bên em.